Mình đọc lại, mang tài liệu đọc lại. Rồi chia sẻ anh em con Novo này của thợ nào làm này. Đồ mới nó hành tay ga Tín Tuấn nó hành ra vã. Thế công việc bận cái này nó hành ra vã ngay anh em nha. Xe này nổi không ngọt này. Rồi rút rắc nhiệt độ ra này, nhiệt độ vấn này, không, rút nhiệt độ ra luôn này, anh em xem nhá. Đó rồi đúng rồi, nhanh anh dạy học phát. 18 giờ, 19 giờ 40 chúng ta vào học nhá. Tốc hẳn luôn nhá. Đây. Nhiệt độ máy này. 36 độ này. Nhiệt độ khí nạp này âm 20 độ này. Anh em thấy không? Thì đương nhiên con xe sẽ nổ không ngọt, 36 nổ. Đây. Rút ra rồi vẫn 36 độ này. Mở luôn cảm biến ra luôn rồi này. Rồi xe chạy không ngọt này. Nhiệt độ máy này 36 độ này, nhiệt độ cái nạp âm 20 độ này. Comment chia sẻ vào này. Thời gian phun 4 chấm này. Má xăng này nó nốc còn hơn cả bia Tiger. Nó vậy nó không sửa à? Má nó chạy hao xăng quá mà. Rồi các bạn đấu lộn hai sợi dây này này. Đó. IAT qua nhiệt độ động cơ này. Má không có tài liệu chết anh em ơi. Không có tài liệu là chết. Đủ đơn giản vậy không có hẳn Tín Tuấn đâu rồi. Má dạy mà khách hàng cứ để chạy được giỏi ghê gớm. Xe chạy hao xăng chạy cả giật
20 giờ 40 phút vào học nha anh em. Đủ bé giờ chưa gặp cái pha này luôn. Chưa gặp nên không thể nào biết được, phê quá. Thôi kệ, đừng có gọi nữa, đừng nghe máy nữa, bố sắp chết rồi con ơi. Sắp chết rồi anh em ơi. Khác liền. Ok liền anh em thấy không? 77 độ. Nhiệt độ khí nạp 35 độ, lượng lúa. Tí đổ ít nước lọc vào nha. Rồi về nhà xúc cho anh két đồ nha em trai. Má nó hao xăng bà cố luôn. Ok. Về nhà nẹt ga cái cho thấy. Sao? Trả điện thoại vào trong kia sạc pin gấp, nhanh lên. Điện thoại đâu? Rồi để im ấy, không có nghe máy nữa con. Bố đau đầu sắp chết rồi. Xe thằng này là xe chủ nhà, em mới thuê nhà. Thời gian phun còn 2.5 mili giây nha anh em. Bên kia là chỉ có hai người làm thôi. Em về nhà. Hai đó. Chỉ có ông hai là gần đó nhất rồi. Chứ là ông cư là gần đó nhất rồi. À ông cư á hả? Hai ông cư là sen dưới rồi. Nhà em ở dưới. Em về nhà em luyện công FI giỏi lên thì mẹ về đấy bắt hết mẹ cá đây. Em bên đó là em nhận sơn không? Sơn không á hả? Sợ không lạc điện à? Có chứ, nghĩa là cái nào khó quá thì ra có anh em mình nhờ thôi. Bữa nào? Em có chỉ qua bên Quy Nhơn á. Bữa em đi lấy hàng bên này nè. Nói là đi... Từ em chạy đây bao nhiêu cây nhỉ? Em á, à cây chưa đó. Em đang luôn mà ngày nào em đang về em đang bò lại thôi, ok. Lượm lúa. Xe này xe chết. Vậy là xe này nó hụt lâu lắm rồi đó. Nó đau hết cả đầu ba cái ban này mà công việc sáng giờ ship hàng nếu ship được hàng mà làm xong mà nó không nổ luôn thì được chứ tự nhiên lũ xe làm xong cái hộp. Em về đó em luyện FI cho nó giỏi em trai rồi về nhà làm hết ở khu vực đó lượm lúa. Kìa ống nước kìa ra kia xả. Hả? Ê bên này. Cái đó nhà người ta kia cái giòi ngoài kìa em xả nước. Ê nó nối hai màu dây điện nó quấn bằng keo lại đúng không? Mình không ngờ. Chết hả nào. Chân 11 và chân 22 IAT và cảm biến nhiệt nha anh em. 11 là IAT này. 22 cảm biến nhiệt này. Mấy thợ nào chơi độc quá anh em ơi. Quấn bằng keo mới gỡ ra này. Novo 6 2SCO. Rồi đây. Đi về nhà xúc đường nước nha. Nước ghê quá.
nhớt không? Nước quá vô. Công việc ngày nghe gọi gần 50 cuộc, em thì cả trên mạng gọi ngày 50 cuộc đâu bắt đầu. Đêm này dạy khai giảng. Dòng tô máy này ok nha anh em nha. Góc sớm lửa. Khi nổ máy chỉ có 5 độ thôi, chưa nổ máy 16 độ nha. Thời gian full ok. Đời O2. Ôi trời ơi, này tối ù ghê thế. Cái này về nhà nẹt đây, cái oxy nó dơ lắm. Hôm qua tháng là vệ sinh oxy không? Bữa giờ nó lâu hao xăng quá mà, hiểu không? Ở oxy giờ nó đen thùi lùi hết rồi. Về nhà nếu mà siêng mở oxy ra vệ sinh hết. Oxy đang dơ quá. Rồi ok, để mà keo quấn lại nha. Phê quá rồi, chuẩn bị ăn dậy. Không có nghịch cái đó nữa nghe không? Ừ. Rồi có bộ dây này của Avlux, anh em nào ô cô ok thì chốt luôn nhá. Phê quá nè. K66. Test mô hình cho cả nhà rồi nhá. Anh em nào cần comment luôn nhá. OCK nguyên luôn, bô e lọc gió, thùng xăng, kim phun, đó, dây về nhà thùng xăng người ta hư thay luôn thùng, mới thùng hay bị mục á, mở cái kia ra, mở mặt nạ ra không nhìn thấy đường, gãy tay giờ con, đau tay không? Né cái thùng kia vào trong chút. Rồi IC941, anh em nào cần comment lắp cho lít chống điện Avlux. Cảm biến nhiệt giá ok, anh em nào cần comment kéo bể bỏ lên đó, không được nghịch mấy cái đó, bỏ lên nhanh lên. Rồi xin chào anh em nhé. Mình nghỉ chút rồi mình dạy đây, dọn đồ dạy. Bye bye, xin chào mọi người. Hả? Sao? Hả?